Quay sang điện ảnh Việt Nam, bộ phim mới đánh dấu sự hợp tác trở lại của nam diễn viên Thái Hòa và đạo diễn Charlie Nguyễn. Nói về nhân vật chị Hội trở lại trong bộ phim mới có tựa là Đề Hội Tính sau thành công vang dội của bộ phim Đề Mai Tính. Lý do anh đến Việt Nam làm gì? Để biến những giấc mơ hoang dại nhất của anh thành sự thật. Nội dung xoay quanh chị Hội, tức là Phạm Hương Hội, 4 năm sau khi chia tay với Dũng và Mai, chị trở về Việt Nam để tham gia vào một dự án lớn. Lần trở lại này, chị Hội đã thành một doanh nhân thành đạt và giàu có, đi xe hơi sang trọng và xài đồ hiệu, cũng như sống trong một biệt thự nguy nga. Sao hỏi lộ? Hỏi lộ chỗ nào? Chỉ điểm coi chơi. Cơ duyên lại mang đến cho Hội một chàng trai, một tình yêu mà Hội hằng mơ ước. Anh thích anh chàng họa sĩ đó à? Họa sĩ nào? Trong ba chúng ta, chỉ có Nam là kẻ không biết những gì đang diễn ra hàng ngày mà thôi. Thế nhưng số phận lại đùa giỡn với chị Hội một lần nữa khi bắt buộc chị Hội phải lựa chọn. Một bên là tình yêu trong mơ và bên kia là sự nghiệp cả đời. Có những chuyện mà người ta không muốn nói ra thì không có nghĩa là gian dối, phải không? Kiểu này sao sống nổi hả Hội? Trong một mỗi tuần một nhân vật điện ảnh, Hương Thơ xin giới thiệu đến quý vị một nam diễn viên, kim đạo diễn và nhà sản xuất phim ảnh, người từng được bầu chọn là một trong 10 nam diễn viên nổi tiếng nhất đương thời, đó là Nicolas Cage. Tên thật là Nicolas Kim Coppola, là con út của một gia đình trung lưu có ba anh em trai. Anh chào đời vào ngày 7 tháng Giêng năm 1964 tại thành phố Long Beach, California, năm nay 50 tuổi. Cao 6 feet mang 4 dòng máu, Anh, Ý, Đức và Ba Lan. Cha là một nhà văn và giáo sư dạy môn văn học và phim ảnh. Mẹ là một vũ sư và biên đạo múa. Bác của Nicolas Cage là đạo diễn nổi tiếng Francis Ford Coppola, người từng 5 lần đoạt giải Oscar và từng đạo diễn những siêu phẩm điện ảnh như là Godfather hay Apocalypse Now. Năm 12 tuổi, cha mẹ Case ly dị và ba anh em của anh chuyển đến Beverly Hills để sống với cha. Mẹ anh mắc chứng trầm cảm nặng và phải nhập viện liên tục trong suốt thời thơ ấu của Case. Mang đam mê diễn xuất khi còn nhỏ và không mấy ham thích con đường học vấn, nên ngay sau khi tốt nghiệp trung học, Cage đã theo đuổi sự nghiệp điện ảnh. Anh đã đổi họ từ Coppola qua Cage để không bị ảnh hưởng bởi danh tiếng của ông bác Francis Coppola. Thưa quý vị, tại sao Nicolas lại đổi ra họ Cage? Đó là cũng vì quá mê truyện tranh của Marvel Comics mà anh đã đổi tên họ của mình từ Coppola thành Cage để theo tên của người hùng Luke Cage trong truyện tranh của Marvel Comics và cũng là tên nhà soạn nhạc John Cage. Năm 18 tuổi, Cage đóng một vai nhỏ trong phim Fast Times at Ridgemont High. Nhân vật này đã đưa tên Nicolas Cage thành hiện tượng của những năm 80. Nhưng vai diễn để lại ấn tượng đầu tiên của anh là phim Rumble Fist và Valley Girl. Với lối diễn xuất nhẹ nhàng, tinh tế, pha chút dí dỏm, Cage bắt đầu gây được sự chú ý của nhiều đạo diễn và sau đó các vai diễn lần lượt tìm đến anh. Từ đó, Cage trở thành một tên tuổi quen thuộc với khán giả với lối diễn xuất đa dạng, gương mặt lạnh lùng, sắc cạnh qua những loạt phim hành động, tình cảm, lãng mạn cho đến vui nhộn và khoa học viễn tưởng như là The Rock, Face Off, Con Air, Moonstruck, City of Angels, National Treasure, The Family Man, Leaving Las Vegas, Bringing Out the Dead, Gone in 60 Seconds. It won't attract the worm. Walk without rhythm and it won't attract the worm. Walk without rhythm and it won't attract the worm. If you walk without rhythm, you never learn. Lord of War, The Weatherman, World Trade Center, Kick-Ass, The Wicker Man, Bangkok Dangerous, The Crude, Left Behind và mới đây nhất là phim Dying of the Light mà Hương Thơ có giới thiệu trong một phim mới trong tuần.
Những dự án phim trong tương lai gồm có phim The Runner, Pay, The Ghost, The Trust, National Treasure tập 3, Man With No Fear và The Groot tập 2. I just need some cash tonight. Please, don't drink it in here. Ben wasn't looking for a fresh start. $500 for a 93 Rolex Daytona. Tuy nhiên, bước đột phá trong sự nghiệp diễn xuất của Case thật sự diễn ra vào năm 1995 khi anh thủ vai Ben Sanderson trong phim Leaving Las Vegas. Một nhà viết kịch bản phim, người đã mất hết tất cả gia đình sự nghiệp vì nghiện rượu, sau cùng đã đến Las Vegas để kết thúc bi kịch và cuộc đời của mình bằng rượu. Case đã được trao giải Oscar cho nam diễn viên xuất sắc nhất cho phim này. On the road to nowhere, he's about to take a detour. Hi, are you working? Working? What do you mean working? I'm walking. It's pretty funny. If you'll come to my room for 1 hour, I will give you $500. Để chuẩn bị cho vai diễn này, Cage phải tập uống rượu để lúc nào cũng ở trong trạng thái ngà ngà say trong suốt quá trình quay phim. I came here to drink myself to death. Why don't you stay at my place? Okay. Anh cũng nghiên cứu hành vi của những người nghiện rượu cũng như đến quan sát hành vi của họ tại các trung tâm cai nghiện. Chính vì vậy mà Case đã lột tả trọn vẹn tâm trạng của một người nát rượu với những trạng thái phức tạp từ tuyệt vọng đến hy vọng, sự giằng vặt giữa sự sống và cái chết. Sau đó anh còn nhận thêm một đề cử Oscar với phim Adaption. I hope you understand that I'm a person who is totally at ease with this. I was really worried about how that would be. No, I'm not. Nicolas Cage. I am not here to force my twisted soul into your life. I'm in love with you. Leaving Las Vegas. Nhắc đến Nicolas Cage, giới phim ảnh Hollywood nhớ ngay đến một diễn viên sống chết với từng kịch bản, một diễn viên có thể nói là hết sức ngông nghênh, liều lĩnh và hết mình cho vai diễn. Case sẵn sàng ăn cả rán sống, lao người vào hố rác hay khói lửa, hay để cho người khác nhổ răng hay may lại vết thương mà không cần chích thuốc tê để anh có thể biểu cảm những cảm xúc đau đớn như thật. Vẻ ngông nghênh, bất cần đời của Case còn được thể hiện trong những sở thích lạ đời và thói quen tiêu xài hoang phí, và anh nổi tiếng là một tay đốt tiền mình kiếm được như nước. Case đã mua hàng loạt lâu đài cổ khắp nơi trên thế giới và anh có bộ sưu tập khiến cho chúng ta phải choáng ngợp. Làm chủ hàng chục chiếc xe hơi đắt tiền, 4 du thuyền hạng sang, một máy bay Gulfstream, những hòn đảo du lịch, những món trang sức và tranh quý trị giá hàng triệu Mỹ Kim, Nicolas Cage còn sở hữu một thư viện nhỏ có một kho truyện tranh hoạt hình. Và hậu quả mới đây cho lối tiêu xài như nước đã khiến cho Cage phải đối mặt với tòa án về thuế thu nhập. Anh đã phải bán rất nhiều bất động sản ở California, Las Vegas và New Orleans, một lâu đài ở Bavarian, du thuyền vào hộp sọ khủng long 67 triệu năm tuổi, trị giá 276.000 Mỹ Kim để có thể trả nợ thuế khoảng 13 triệu Mỹ Kim. Quay sang đời sống tình cảm, thưa quý vị, Case là một trong những ngôi sao điện ảnh có những quan hệ tình cảm khá phức tạp và mâu thuẫn. Case có một con trai với cô bạn gái là người mẫu Christina Fulton, được đặt tên là Weston Case, năm nay đã được 24 tuổi, cũng là một diễn viên. Weston đã lập gia đình và có một con trai. Dù đang hạnh phúc với Fulton, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà vào năm 1995, Case lại thành hôn với diễn viên Patricia Arquette, mà nhiều người cho rằng vì anh đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng trong buổi gặp gỡ đầu tiên với Arquette. Nhưng cả hai đã ly dị 6 năm sau đó. Năm 2002, Case lập gia đình với Lisa Mary Presley, là con gái của vua nhạc rock and roll huyền thoại Elvis Presley.
nhưng dường như Kate không có duyên với hôn nhân, cho nên họ đã ly dị sau 2 năm chung sống. Không lâu sau đó, anh thành hôn với Alice Kim, là một cô hầu bàn xinh đẹp người Hàn Quốc 21 tuổi mà anh đã gặp tại một quán ăn sushi. Họ thành hôn chỉ 2 tháng sau khi mà thủ tục ly dị với Lisa Mary Bradley hoàn tất. Kim đã sinh cho Kate một con trai được đặt tên theo nhân vật của Superman của DC Comics là Khaled Coppola Cage. Từ một cậu bé có tham vọng thành danh trong lĩnh vực điện ảnh, Nicolas Cage đã trở thành một ngôi sao màn bạc đam mê hết mình với nghiệp diễn. Dù không đẹp trai, hào hoa giống như những nam tài tử khác của Hollywood, nhưng Nicolas Cage đã thành công bởi chính tài năng thật sự của mình. Và thưa quý vị, đó là Nicolas Cage trong mục Mỗi tuần một nhân vật điện ảnh của chương trình Điểm phim hàng tuần do Hương Thơ phụ trách. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và Hương Thơ xin hẹn quý vị vào lần sau. Xin kính chào tạm biệt.